Manchester United vừa có thắng lợi nhọc nhằn tại vòng 3 Europa League trước đối thủ tương đối vô danh là Omonia Nicosia. Sau hiệp 1 không thành công, Erik ten Hag ngay lập tức đã có những sự điều chỉnh đầu hiệp 2, trong đó có sự xuất hiện của Marcus Rashford. Tiến sĩ không mất quá nhiều thời gian để chứng minh đẳng cấp của mình bằng 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn nhất vào màn lội ngược dòng của Quỷ Đỏ. Trải qua quãng thời gian nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Rashi đang dần tìm lại những gì tốt nhất dưới bàn tay của ông thầy người Hà Lan. Vâng, không để quý vị và các bạn đợi lâu, hôm nay hãy cùng với Random Football nhìn lại khoảng thời gian 3 năm sóng gió của Marcus Rashford và anh đã được ông thầy người Hà Lan mở khóa như thế nào. Trở lại sau chấn thương, Marcus Rashford đã có 59 phút không tốt trước Man City. Anh nhận về không ít chỉ trích, nhưng ngay trong trận đấu tiếp theo tại Europa League với thể trạng tốt nhất, tiến sĩ nhanh chóng để lại dấu ấn mạnh mẽ với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn giúp Man United thoát hiểm tại đảo Sip. Những thống kê mà Rashi sở hữu trong 45 phút thi đấu là cực kỳ ấn tượng. Tung ra 34 đường truyền với độ chính xác 94,1%, 3 key pass, 1 tình huống qua người, tung ra 4 cú sút và có 2 bàn thắng, 1 kiến tạo, 2 tình huống tranh chấp thành công. Tính đến thời điểm hiện tại, Rashford đã ghi 5 bàn sau 8 lần ra sân, số bàn thắng mà anh có được bằng toàn bộ số pha lập công ở mùa giải năm ngoái. Cầu thủ người Anh đã trở lại sau chấn thương và đang là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Man Đỏ. Chính tiến sĩ cũng đã có những chia sẻ về chỉ đạo của Ten Hag khi tung anh vào sân. 35 phút đầu tiên cho đến khi họ ghi bàn, chúng tôi đã chơi tốt, nhưng chúng tôi đã có thể xâm nhập vào phía sau hàng phòng ngự của họ nhiều hơn nữa. Khi Ten Hag thay người, ông ấy muốn chúng tôi năng nổ hơn, tận dụng cơ hội và ghi bàn. Hành lang cánh trái có lẽ tự nhiên hơn đối với tôi, nhưng tôi thích cả cánh trái lẫn trung lộ để giúp đỡ đội bóng. Nếu chúng tôi dính những ca chấn thương, bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra. Bạn có thể cần phải thi đấu ở bất kỳ vai trò nào. Quay lại một chút về quá khứ, Manchester United đã từng có quãng thời gian thăng hoa cùng Ole Gunnar Solskjaer với 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong tháng 1 2019. Cùng với đó là phong độ rất tốt của Marcus Rashford, khi đó có cho mình 3 pha lập công. Thành tích ấn tượng này đã giúp cho hai thầy trò nhận danh hiệu huấn luyện viên và cầu thủ xuất sắc nhất tháng của ban tổ chức Premier League. Cổ động viên Man United đã từng vô cùng hạnh phúc khi sở hữu chân sút đã ghi trên 20 bàn thắng trong 2 mùa liên tiếp, đồng thời cải thiện đáng kể màn trình diễn của đội bóng. Mặc dù chưa thể giành được danh hiệu, nhưng sự kỳ vọng đối với thầy trò Ole là rất lớn trong chặng đường sắp tới. Nhưng rồi thì không ai có thể ngờ rằng mùa hè 2021 lại là cơn ác mộng kinh hoàng trong sự nghiệp của Marcus Rashford. Anh không được đá chính bất cứ trận đấu nào và chỉ thi đấu tổng cộng 83 phút trong cả Euro 2020, giải đấu mà Tam Sư đã lọt vào đến trận chung kết. Vào cái đêm định mệnh tại Wembley ngày 12 tháng 7 năm 2021, tiền đạo sinh năm 97 được tung vào sân ở phút cuối cùng của hiệp phụ để thực hiện loạt sút luân lưu. Nhưng thật đáng tiếc là nỗ lực của anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc ra ngoài dù đã đánh lừa được thủ thành Donnarumma. Và cuối cùng thì Tam Sư đánh rơi chiếc vô địch vào tay của Italia. Sau trận đấu này, bức tranh tường vẽ Rashford ở Greater Manchester trở thành mục tiêu của những kẻ phân biệt chủng tộc. Những phần tử quá khích bôi bẩn bức tranh bằng từ ngữ tục tíu vì cho rằng cầu thủ này đã khiến đội tuyển Anh thất bại. Đáp lại những hành động quá khích đó, tiến sĩ đã đăng bức tâm thư xúc động để xin lỗi người hâm mộ. Anh viết bằng một giọng văn rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc. Chúng tôi xin trích lại một vài đoạn như sau. Tôi cảm thấy như thể mình đã khiến đồng đội thất vọng. Một quả luân lưu là tất cả những gì tôi được yêu cầu đóng góp cho đội. Tôi có thể ghi bàn trong giấc ngủ. Vậy tại sao không phải là trên chấm 11m? Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi kể từ khi tôi sút hỏng và có lẽ không có từ nào để diễn tả cảm giác này. Sau tất cả, 55 năm, một cú sút luân lưu, lịch sử. Tất cả những gì tôi có thể nói là xin lỗi. Mặc chiếc áo có logo Tam Sư trước ngực luôn là niềm tự hào của tôi. Được chứng kiến cả gia đình đến cổ vũ tôi trong đám đông dù chỉ trong 10 giây. Tôi là Marcus Rashford, chàng trai da màu 23 tuổi đến từ Withington và Withenshaw, phía nam Manchester. Tôi có thể nhận chỉ trích vì màn thể hiện của mình cả ngày, quả luân lưu của tôi không tốt, nhưng tôi sẽ không bao giờ cảm thấy có lỗi về con người mình hay về xuất thân của mình. Bức tâm thư của Marcus Rashford đã gây ấn tượng mạnh trên mạng xã hội vì sự chân thành của ngôi sao Man United. Anh đã ra sân thi đấu với cơn đau từ vết rách cơ vai trái kể từ tháng 11 năm 2020, thậm chí là phải dùng cả thuốc giảm đau để cùng câu lạc bộ và đội tuyển chinh chiến trong thời gian qua. Và rồi Rashi cũng đã quyết định phẫu thuật điều trị dứt điểm để đảm bảo trở lại với đầy đủ thể lực và sự thoải mái. Anh bỏ qua màn khởi đầu mùa giải 2021-22 và chỉ trở lại từ tháng 10. Tuy nhiên thì mọi chuyện lại không được diễn ra như ý muốn của tiền đạo 24 tuổi.
anh chưa thể có cảm giác bóng tốt nhất, đồng thời tốc độ và những pha xử lý hay dứt điểm đều khá tệ. Mãi đến tháng 1 năm 2022, Rashford mới ghi được bàn thắng đầu tiên ở Premier League. Từ đó tới cuối mùa, anh cũng chỉ ghi thêm được 3 bàn nữa, nghĩa là số bàn thắng của tiền đạo người Anh chỉ nhiều hơn số huấn luyện viên mà anh làm việc cùng ở câu lạc bộ mùa trước có 1 đơn vị. Mùa giải năm ngoái thực sự là quãng thời gian thảm họa không chỉ của riêng tiến sĩ mà còn là cả tập thể Man United. Không được tham dự Champions League, nội bộ bất ổn và liên tục thay tướng. Ngay chính cả số 10 cũng đã bị đồn đoán là phải ra đi tìm bến đỗ mới, trong đó Barca và Paris Saint-Germain là hai bến đỗ tiềm năng nhất. Marcus Rashford đánh mất hình ảnh sát thủ hàng đầu nước Anh của mình. Có lẽ cú sốc tâm lý sau Euro 2020 cùng với ca phẫu thuật vai chữa trị chấn thương là nguyên nhân khiến cho anh sa sút, đồng thời phải làm việc với 3 huấn luyện viên chỉ trong một mùa chưa bao giờ là điều tốt với sự nghiệp của một cầu thủ. Huấn luyện viên Erik ten Hag ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford và ông mong muốn tiền đạo sinh năm 97 tiếp tục ở lại câu lạc bộ. Rashford cũng vậy, anh không có nguyện vọng rời đội bóng mà mình đã gắn bó từ thuở nhỏ và đã sử dụng kỳ nghỉ của mình để làm việc với một huấn luyện viên cá nhân là bằng chứng cho cam kết của anh để bắt đầu tỏa sáng ở mùa giải mới. Chính thầy 10 đã có buổi nói chuyện tình cảm và tạo động lực lớn cho Rashi. Từ ngày đầu tiên, tôi đã rất hào hứng khi được làm việc với cậu ấy. Tôi đã xem trạng thái của Rashford và tôi biết cậu ấy có thể tạo ra tác động với tiềm năng có sẵn. Tôi đã nói với Rashford vào ngày đầu tiên rằng tôi muốn nhìn thấy cậu ấy cười mỗi ngày. Chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị các buổi huấn luyện và sau đó cậu ấy sẽ cố gắng hết sức mình. Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn sẽ tiến bộ và bạn sẽ có màn trình diễn tốt trên sân. Tiến sĩ cũng đã chủ động nói chuyện với Donny van der Beek và Daily Blind để tìm hiểu về phương pháp của Erik ten Hag và hy vọng cuối cùng anh sẽ nhận được sự huấn luyện phù hợp cho phong cách thi đấu của mình kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 2016. Và mùa giải 2022-23 cũng đã khởi tranh. Tuy nhiên, Man United cùng với Rashi lại có màn giao đầu thảm họa với hai thất bại liên tiếp. Bản thân số 10 cũng chịu nhiều áp lực khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong thất bại trước Brighton. Nhưng thay vì nghe theo lời của các cổ động viên và loại bỏ Rashford, huấn luyện viên Erik ten Hag lại làm điều ngược lại. Ông tiếp tục đặt anh vào trung tâm trong những pha tấn công của đội. Đó là một bước ngoặt quan trọng cho cả ngôi sao 24 tuổi lẫn Man United. Từ trận gặp Liverpool là lần đầu tiên anh xuất phát ở vị trí cao nhất trên hàng công thay vì lệch trái. Tiền đạo người Anh đã ghi được thêm 3 bàn và có 2 pha kiến tạo. Việc được bố trí đá trung phong giúp Rashford có thể đe dọa khung thành của đối phương thường xuyên hơn. Mùa trước, anh chỉ có 22 cú sút sau 22 trận ở Premier League, còn mùa này đã có 15 cú sút chỉ sau 6 trận. Mùa trước, tổng số bàn thắng kỳ vọng của Rashford chỉ là 3, mùa này anh đã có 2,02. Không có cầu thủ nào chơi trên 100 phút có hiệu suất ghi bàn trên kiến tạo cao như Rashford. Cứ 87 phút, anh lại đóng góp vào một bàn thắng của Quỷ Đỏ. Trong quãng thời gian dẫn dắt Ajax, Erik ten Hag nổi tiếng là nhà cầm quân có tài nghìn người và hồi sinh những cầu thủ tưởng chừng như đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Và tại Old Trafford, ông một lần nữa đặt niềm tin đúng chỗ. Từ một tài năng triển vọng, Rashford dần đánh mất chính mình và bây giờ anh đang lấy lại hình ảnh đỉnh cao của mình với màn trình diễn thời gian qua. Trong số các cầu thủ Man United, Rashi chỉ thua mỗi Bruno Fernandes, Diogo Dalot và Christian Eriksen về số phút trên sân. Việc chơi gần trung lộ hơn đã giúp anh thi đấu tốt hơn, khi mà so với các trung phong khác thì số 10 của Man United sẵn sàng và hiệu quả hơn khi pressing. Và tiếp đến là vấn đề về thể lực. Không còn bị ám ảnh bởi chấn thương vai, lại có nhiều thời gian chuẩn bị, Rashford bước vào mùa giải mới trong tình trạng sung mãn nhất có thể. Với một tiền đạo có lối chơi dựa không ít vào thể chất như anh, đó thậm chí còn là một lý do mang tính sống còn. Chiến lược gia người Hà Lan cũng đã chia sẻ cậu học trò của mình đang rất hạnh phúc tại câu lạc bộ và nhiều khả năng bản hợp đồng của anh sẽ được gia hạn trong thời gian tới. Tôi nghĩ Man United đang kiểm soát tình hình. Tôi thấy một Marcus Rashford hạnh phúc và tôi thấy một số điểm yếu của cậu ấy mà chúng tôi có thể cải thiện. Chúng tôi đã làm việc thực sự chăm chỉ trong 2 tháng rưỡi qua với cậu ấy trên các khía cạnh khác nhau. Ngoài thành tích ghi bàn và kiến tạo, Rashford còn tạo ra 2,5 cú dứt điểm, 1,2 key pass mỗi trận cùng với 1,3 tình huống qua người mỗi 90 phút. Thành tích ấn tượng giúp anh đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của Premier League. Anh cũng đã có những phát biểu sau khi nhận được giải thưởng này cùng với ông thầy của mình và chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh ở tháng 9. Cảm giác thật tuyệt vời. Chúng tôi đã khởi đầu mùa giải không tốt nên việc có 4 chiến thắng liên tiếp là điều thực sự tuyệt vời. Chúng tôi đã tiến bộ hơn nhiều trong việc thực hiện những điều huấn luyện viên mong muốn, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tất cả chúng tôi đều muốn cùng nhau làm được điều đó. Khoảnh khắc yêu thích của tôi trong tháng 9 là pha kiến tạo cho Anthony. Cậu ấy đã có bàn thắng đầu tiên, đó là một khoảnh khắc tuyệt vời và nó mang lại cho chúng tôi sức mạnh và sự dũng cảm.
Marcus Rashford đang dần nhìn thấy những tia sáng nơi nhà hát của những giấc mơ sau quãng thời gian tăm tối vừa qua. Chính Erik ten Hag có thể được xem là người đã mở khóa tiến sĩ để anh có cơ hội thể hiện bản thân. Phía trước vẫn là chặng đường khó khăn không chỉ của Rashi mà còn cả Man United. Ngôi sao 24 tuổi cần phải giữ cho mình thể trạng tốt nhất, duy trì phong độ và giúp đội bóng gặt hái thành công. Sau cơn mưa, trời lại sáng và ở độ tuổi được xem là chín nhất trong sự nghiệp, Rashford cần phải chứng minh rằng mình xứng đáng với sự kỳ vọng từ huấn luyện viên và người hâm mộ. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.